Rồi, ở đây trong cái kiện hàng Nhật đợt này em mới về được cho anh em mình mấy cái vòi rửa tay và rửa chén bát của Toto và của Panasonic, hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, tình trạng thì hầu như là chưa có qua sử dụng luôn ha. Cái này là hàng công trình ở bên Nhật nha anh em. Rồi thì đầu tiên ở đây em giới thiệu đến anh em là cái cây này là của Panasonic anh em ha. Đó, cái này là cái vòi rửa tay của Panasonic ha. Cái này là nó gồm hai cọng dây nóng lạnh cho mình luôn nha. Đó, gồm hai cái dây nóng lạnh luôn đây nè. Đó, Panasonic anh em nha. Rồi, cái van thì nó có hai cái điều chỉnh nóng lạnh hai bên cho mình luôn nè. Đó, cái đầu rất là đẹp, rất là xịn sò anh em nha. Tình trạng là hầu như chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Rồi, thì cái này thì cái kích thước của nó nè, từ đây ra tới cái mũi này là 30cm anh em nha. Còn từ dưới đây lên tới cái đầu này là khoảng 14cm. Rồi, ok, cái này thì nó phù hợp cho mình rửa chén, rửa bát hoặc là mình rửa tay anh em ha. Rồi, thì cái này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu nha anh em, của Panasonic còn 1 triệu nha. Đó, hàng nội địa Nhật chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Rồi, tiếp theo thì nếu như anh em mà mình cần một cái cao cấp hơn thì ở đây. Đó, ở đây em có một cái loại này, cái kích thước thì nó cũng gần giống như con Panasonic thôi. Thì ở đây ra đây cũng là 30cm anh em ha. Dưới đây lên đây cũng là 14cm. Nhưng cái này là của Toto. Toto thì thương hiệu rất là đẳng cấp của Nhật rồi ha. Ai cũng biết rồi ha. Rồi thì cái này nó cũng có hai dây cho mình anh em ha. Nó hai dây luôn là nóng lạnh cho mình luôn nha anh em. Đó, khóa đồ đầy đủ cho mình ha. Rồi thì cái đầu của nó nè. Đó, khá là xịn sò nha anh em. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu rưỡi nha anh em. Đó, tình trạng cũng là hầu như chưa có qua sử dụng luôn ha. Hàng nội địa Nhật về á, thì nó sẽ không có cái hộp cho nên nó bị trầy trầy nhẹ xíu. Nhưng mà mình lau là ra hết, chưa qua sử dụng nha anh em. Đó, cũng nóng lạnh đầy đủ cho mình luôn nha. Đó, tình trạng hầu như rất là đẹp luôn. Rồi cái con này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu rưỡi nha anh em. Đó, cái này là của thương hiệu Toto. Đó, còn bên đây, cái này là của thương hiệu là Bana. Đó, Bana thì giá là 1 triệu, còn Toto thì giá là 1 triệu rưỡi nha anh em. Đó, anh em mình quan tâm tới cái vòi nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, ở tại Nhật thì nó cũng rất là chất lượng, rất là đẳng cấp luôn nha anh em.